sinh ngày 1 tháng 3 năm 1989, Carlos Vela vừa mới bước sang tuổi 30. Trong khi nhiều ngôi sao lớn hơn tuổi ấy vẫn còn đang sung mãn chinh chiến đỉnh cao trên các sân cỏ châu Âu, Vela đã có năm thứ hai dưỡng già ở giải MLS. Anh đã tự chôn vùi đi tài năng của chân sút từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Cristiano Ronaldo đã 34 tuổi vẫn là cây săn bàn chủ lực của Juventus. Lionel Messi sắp 32 tuổi vẫn là linh hồn của Barcelona. Vela đón tuổi 30 mà coi như đã nhận sổ hưu ở giải MLS. Quả là một sự thất vọng không hề nhỏ với những ai đã bị hút hồn bởi Vela cách đây 14 năm. Tại giải U17 Thế giới năm 2005, Vela rực sáng. Anh chính là người đã mở tỷ số giúp Mexico đại thắng Brazil 3-0 ở chung kết và giành chức vô địch. Và cũng chính anh là cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn tại giải này. Vela khiến người hâm mộ mê mẩn và được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ trở thành tương lai của bóng đá thế giới. Nhiều ông lớn ở châu Âu trải thảm đỏ mời chào Vela. Anh gật đầu trước lời mời chào của Arsenal, nơi vẫn được tiếng là đất lành với các tài năng trẻ dưới sự dìu dắt mát tay của huấn luyện viên Arsene Wenger. Tiếc là suốt 7 năm thuộc biên chế Arsenal, từ năm 2005 đến năm 2012, Vela không sao khẳng định được chỗ đứng. Anh bị đem cho mượn tại hết đội bóng này tới đội bóng khác. Nhưng sự kỳ vọng dồn lên Vela vẫn chưa hết. Không ít người vẫn tin rằng chẳng qua là anh chỉ chưa tìm được đất lành, chuyển tới Sociedad, Vela lại thăng hoa. Trong 3 mùa đá cặp với Antoine Griezmann trên hàng công Sociedad từ năm 2011 đến năm 2014, anh thậm chí còn che mờ ngôi sao người Pháp này. Mùa 2013-14, Vela ghi được 15 bàn và có 12 đường kiến tạo thành bàn ở La Liga. Chỉ có 4 ngôi sao gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Costa và Alexis Sanchez là có tổng số bàn thắng và kiến tạo nhiều hơn Vela tại La Liga mùa ấy. Cứ tưởng Vela đã tìm được đúng đà để phát triển tài năng đúng như kỳ vọng. Ai dè, những năm sau anh cứ cùng mòn dần cùng Sociedad. Đầu năm ngoái, Vela chuyển tới Los Angeles FC để hưởng việc nhẹ lương cao và xem như là chương cuối cùng trong sự nghiệp đầy dang dở của mình. Các huấn luyện viên từng dẫn dắt Vela, từ Arsene Wenger cho tới Xavi Lopez, người từng nắm Salamanca, đội bóng mà Vela thi đấu theo dạng cho mượn từ Arsenal ở mùa 2006-07, đều không tiếc lời khen ngợi tài năng chơi bóng bẩm sinh của anh. Lopez từng có thời mạnh dạn dự đoán Vela sẽ lọt vào top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, sau thời gian làm việc với Vela, họ đều tiếc nuối đúc rút rằng anh đã tự chôn vùi tài năng thiên bẩm của mình bởi anh thiếu khát khao chơi bóng. Nhà báo người Mexico Diego Mancera của tờ El País kết luận Carlos Vela không yêu bóng đá và không yêu nghề đá bóng. Thời song kiếm hợp bích ấn tượng với Griezmann ở Sociedad, cả Vela và Griezmann đều nhận được nhiều lời mời gọi từ các đội bóng lớn. Griezmann chuyển tới Atletico và trở thành một trong những chân sút sáng giá nhất thế giới. Vela thì bám trụ lại Sociedad. Anh không có nhu cầu khẳng định nhiều hơn, không có khát khao chinh phục các đỉnh cao hơn trong sự nghiệp. Đơn giản là Vela thấy hài lòng với cuộc sống ở Sociedad. Cái sự không yêu bóng đá của Vela như nhà báo Mancera đúc kết hóa ra có căn nguyên từ lâu rồi. Thời niên thiếu, Vela tập song song cả hai môn bóng rổ và bóng đá tại trường học. Các thầy bóng rổ và thầy bóng đá của Vela rốt cuộc cũng không biết thực sự là cậu học trò này muốn theo môn nào. Phải đến năm 12 tuổi, khi bị ông bố của mình ép phải dứt khoát lựa chọn một môn, Vela mới bỏ bóng rổ và chuyên tâm vào đá bóng. Nhưng về sau, Vela không ngần ngại thú nhận chuyện anh yêu bóng rổ hơn. Đại loại, Vela thà xem 1.000 trận bóng rổ còn hơn theo dõi một trận bóng đá. Đã thiếu khát khao trên sân đấu thì chớ, Vela lại rất vô kỷ luật ở hậu trường. Anh sớm tự mãn với những gì mình đạt được và dễ dãi buông thả trong sinh hoạt. Scandal đình đám nhất với kể đến vụ Vela bị Liên đoàn bóng đá Mexico cấm lên tuyển 6 tháng hồi năm 2010. Đó là cái giá cho việc anh bị cáo buộc là đầu trò tổ chức bữa tiệc sex với sự góp mặt của 14 gái gọi và một gái chuyển giới cho dàn tuyển thủ Mexico. Năm 2016, đến lượt Sociedad phải ra án kỷ luật nội bộ với Vela. Anh viện cớ ốm để nghỉ tập, sau đó Vela lòi đuôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, anh chỉ giả ốm để có thời gian đi chơi. Tháng 10 năm ngoái, Vela bị người mẫu chuyển giới Alejandra Salinas bóc phốt gạ tình cô nàng sau lưng bà xã của anh. Mẫu bóng đá trong Vela vốn đã ít lại càng mai một, nhưng máu trăng hoa trong anh thì lúc nào cũng sẵn, lúc nào cũng thừa. Rất nhiều người đã tiếc cho tài năng bị chôn vùi của Vela, nhưng có nghĩa lý gì khi mà chính bản thân Vela không tiếc cho thứ mà anh đã tự chôn vùi?